Hello cả nhà, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Hana US. Hôm nay Hana sẽ chia sẻ với mọi người cách vẽ cho Halloween nha. Vẽ con mắt xếch xếch dữ dữ lên nha mọi người nha. Còn mấy ngày nữa Halloween rồi, vẽ chân mày xách lên cho nhìn dữ dữ, vẽ cái lỗ mũi nè. Ở Mỹ thì mình vẽ theo mùa nha mọi người nha. Ở Mỹ thì mình phải vẽ mùa lễ, phải vẽ theo mùa lễ nha các bạn nha. Bây giờ là Halloween, còn mấy ngày nữa Halloween rồi, 2022 nha. Mình vẽ con mắt lẻ ti 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 xuống lông mi nè, cho nhìn nó rậm rạp, nhìn nó dữ dữ lên ha. Vẽ cái lông mi cho nó rậm rạp lên. Rồi bây giờ mình vẽ cái môi nè, viền gò má nó, viền cái gương mặt nó xéo một bên là nhìn là giống như một bên gương mặt nha mọi người nha. Rồi mình viền viền cho ra gò má ha, vẽ con mắt màu gô ha. Rồi tí nữa mình hơ đèn cho khô đi, mình hả chấm một cái tròng đen chính giữa nha mọi người nha. Còn mấy cái ngón kế bên thì mình vẽ trên nền màu đen, thì ha là đã vẽ trước màu trắng rồi, tí nữa mình sẽ tô màu đỏ lên nha. Vẽ cái miệng nè cho tô tí xíu màu đỏ cho nhìn dữ tợn, nhìn giống con quỷ á mọi người ha. Đó, cái bong bóng nè mình vẽ màu trắng trước rồi mình vẽ màu đỏ lên nó mới nổi bật lên nha các bạn nha. Bây giờ mình vẽ cái hình người nè, rồi vẽ tiếp một cái gương mặt quay về phía bên này đối diện lại nè, vẽ cái chân mày sớt sớt lên, vẽ con mắt cái tia tia xuống, rồi vẽ cái môi nè, vẽ cái gương mặt nè. Đó, bây giờ mình sẽ viền xuống cái gương mặt này ha, nhìn giống bên này, gương mặt này nhìn qua gương mặt bên kia ha. Rồi vẽ con mắt màu gô nè, chấm màu đen chính giữa là xong.